Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cước và dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố chiều nay. Các thành viên chính phủ có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50% là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Phiếu tín nhiệm có 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Trong sáng nay khi thảo luận dự thảo luật căn cước, các ý kiến đồng tình cho rằng việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt đang sống ở Việt Nam mà chưa xác định được quốc tịch sẽ mở ra hướng giải quyết đối với một bộ phận người gốc Việt Nam có nguyện vọng cần có một loại giấy tờ tùy thân giúp họ ổn định cuộc sống, có việc làm, con em được đến trường, đảm bảo quyền lợi trong giao dịch dân sự. Ý kiến đại biểu cũng đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này. Để phục vụ quản lý xã hội một cách đầy đủ toàn diện hơn, thì tôi đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý một cách có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này và tạo điều kiện để họ có thể tham gia các giao dịch dân sự, các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm cho cuộc sống. Tuy nhiên, có ý kiến khác không đồng tình với đề xuất này, cho rằng cần cân nhắc đến hệ quả pháp lý, cách thức xử lý khi mở rộng đối tượng như vậy. Nếu đưa đối tượng này vào để được hưởng các cái chính sách nhân đạo đối với những người Việt Nam gốc Việt mà chưa xác định được quốc tịch thì rõ ràng là không đảm bảo về vấn đề quản lý nhà nước và an ninh trật tự cũng như là quốc phòng an ninh nói chung. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi trân trọng đề nghị là để các biểu hiểu và không mở rộng với đối tượng này. Đối với dự thảo luật viễn thông sửa đổi, các ý kiến đã tập trung làm rõ các quy định nhằm bảo đảm bí mật thông tin, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin, chính sách của nhà nước về viễn thông, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quyền nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông.